ốc bưu luộc. Món ăn đơn giản mà thấm đượm tình quê. Đối với nhiều thế hệ, tuổi thơ là những buổi chiều hè cùng đám bạn đi mò cua, bắt ốc. Để rồi tối về, người lấm lem bùn đất nhưng luôn đầy hứng khởi. Vì những giỏ đầy cua, đầy ốc và đầy cả những câu chuyện của một tuổi thơ nghèo khó. Ốc bươu hay còn gọi là ốc nhồi, được biết đến với nhiều tên gọi khác là ốc bươu đen, ốc min conica, hoặc ốc lác và có tên gọi khoa học là Pila conica. Ốc phân bổ chủ yếu ở phía nam của Trung Quốc, Campuchia, Lào và Việt Nam. Ở Việt Nam, ốc nhồi tập trung sống tại những khu vực thuộc đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ. Vỏ ốc nhồi hơi nhẵn và bóng. Đối với ốc nhồi có kích thước lớn thì có lớp vỏ màu xanh đen, trong khi ốc nhồi có kích thước nhỏ thì vỏ màu xanh vàng. Ốc sau khi bắt về để ngâm trong thau kèm ớt, lá bưởi để nhanh nhả bùn. Khi ăn ốc luộc, không thể thiếu món ăn kèm là sung muối. Nên chọn sung nếp vì có nhiều thịt, đem về thái thành những lát mỏng. Thái xong, đem ngâm luôn trong nước sôi pha với một chút muối để sung ra bớt nhựa. Chuẩn bị lá chanh, hương vị của chanh làm cho nồi ốc thêm thơm và không bị ngán. Ốc sau khi ngâm khoảng một tiếng sẽ nhả ra nhớt, chất bẩn. Tiến hành rửa phần vỏ để khi ăn không bị cặn và có thể tận dụng được phần nước luộc. Còn gì tuyệt vời hơn khi dưới ánh trăng hè, cả nhà quây quần bên niêu ốc thơm lừng. Một món ăn đơn giản mà thấm đậm tình quê, làm sao xuyến bao người con tha hương. Ngoài lá chanh, nguyên liệu luộc ốc còn có gừng và sả. Sả để nguyên cây, đập dập và đem lát dưới đáy nồi. Tiếp đến là lá chanh. Rồi đổ ốc lên. Trên cùng sẽ rải thêm lớp gừng, sả, lá chanh. Thank you.
thêm vào một bát nước. Lưu ý không cần cho nhiều nước vì trong ốc đã có sẵn rồi. Nêm một thìa bột canh và tiến hành luộc ở lửa nhỏ. Trong khi chờ ốc sôi, chúng ta chuẩn bị nước chấm. Một món ốc luộc được coi là ngon thì không thể thiếu nước chấm ngon. Nguyên liệu gồm có gừng, sả, ớt, tỏi và lá chanh. Sả băm nhỏ. Gừng đem cạo lớp vỏ ngoài rồi đập dập băm nhỏ. Ta làm tương tự với tỏi. Nồi ốc sau khi sôi thì để sôi lớn thêm 10 phút, sau đó để lửa nhỏ liu riu. Đảo nhẹ tay để tránh thân ốc bị đứt, tuột ra ngoài. Cho ớt để tăng gia vị cay và tạo màu cho bát nước chấm. Lá chanh thái chỉ và băm nhỏ. Ngoài chanh, một mẹo nhỏ là vắt thêm cả một hoặc hai quả quất để tạo hương thơm. Vắt chanh, quất ra riêng một bát để lọc lấy nước, cốt và loại bỏ hạt. Cho một thìa đường. Năm thìa nước mắm cốt. Tiếp đó, đổ nước cốt chanh quất vào. Thêm nước sôi để nguội. Hãy nêm từ từ và nếm thử. Thêm mắm, nước, chanh quất cho đến khi cảm thấy đã ưng miệng. Dùng sau khi thái lát được tẩm gia vị, muối, ớt, gừng, tỏi, giấm. Khuấy đều bát nước chấm để gia vị hòa quyện vào nhau, sau đó thả vào lá chanh, có thể cho thêm một chút tiêu. Vị ngọt, béo ngậy và giòn của ốc. Vị chát, bùi bùi của sung muối. Vị chua, cay, mặn, ngọt của nước chấm. Chắc hẳn sẽ làm chúng ta xao xuyến mãi không thôi. Một lưu ý nhỏ, mọi người hay có khái niệm rượu ốc, có nghĩa là ăn ốc kèm với uống rượu. Tuy nhiên, ta không nên uống cùng rượu bia vì chúng sẽ làm tích tụ protein. Dẫn đến cản trở quá trình đào thải chất đạm dư thừa.
Điều này tạo nên axit uric trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh gút ở cơ thể.